Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel Tấn Tài Gaming ha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chơi sự kiện The Hunt của Roblox để lấy một món vật phẩm tiếp theo nha. Hiện tại là mình chỉ có 5 cái huy hiệu thôi, bây giờ phải chơi thêm 15 game nữa thì mới đủ huy hiệu để đổi một cái món vật phẩm tiếp theo. Nói chung thì mình cũng đã có nghiên cứu sơ sơ qua một số cái tựa game ở trong cái khu vực này rồi, để khi mà làm nhiệm vụ thì nó sẽ dễ hơn. Chẳng hạn như là tựa game này nè, chơi cũng khá là dễ nè ạ. Bây giờ mình sẽ vào và lấy cái huy hiệu cho anh em xem. Ở phía trên á, anh em thấy cái chữ The Hunt màu xanh không? Chà bá lửa luôn. Trong đó thì chúng ta sẽ có 3 cái nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành thôi là sẽ có được huy hiệu. Nó rất là đơn giản nè ạ. Kiểu như nhiệm vụ mở trứng nè, nhiệm vụ tiêu diệt quái nè. Lối chơi nhìn cũng khá là thú vị ha. Kiểu như điều khiển mấy cái kiếm nó bay vòng vòng, nó chém con quái vậy nè. Thường cái phong cách nè là của mấy cái game Trung Quốc á nè. Hồi nãy hình như là mình nhấp vào cũng thấy có tiếng Trung á. Vừa vào thì có một cái kiếm thôi. Mình sẽ mở trứng để kiếm thêm kiếm đồ các kiểu, đánh quái nó sẽ mạnh hơn. Đây nè. Ôi, mở một lần được 5 trứng luôn à. Mình cứ tính đó là mới chơi á, sẽ mở được một trứng thôi anh em ạ. Ai ngờ mở được cái nùi. Để vào xem nhiệm vụ The Hunt nha, coi chúng ta hoàn thành được bao nhiêu rồi. Anh em thấy chưa, mới đây là mỗi thứ chúng ta hoàn thành một xí rồi đó. Hiện tại thì nhiệm vụ của mình đã hoàn thành hết rồi nha. Bây giờ chỉ còn lại một cái là tiêu diệt 30 con quái thôi. Đó, cũng đã xong luôn rồi nè. Để mình trả nhiệm vụ. Rất là đơn giản. Từ đầu giờ mình chơi chắc được khoảng tầm chưa tới 5 phút đâu là cũng đã xong cái nhiệm vụ The Hunt rồi. Anh em thấy chưa, có một cái huy hiệu ở bên góc là ok. Bây giờ chỉ còn việc ra ngoài và lựa chọn một cái tựa game khác để chơi. Đi lựa game nào. Ê, cái trò này cực kỳ dễ luôn nè. Nó nằm trước mặt mình luôn chứ. Mình nghĩ là chưa đầy 3 phút đâu là mình sẽ hoàn thành anh em ạ. Anh em nhìn xuống góc màn hình kìa. Cái nhiệm vụ The Hunt nó sẽ yêu cầu mình đạt cái số lượng là 3.000. Mình cứ chạy và ăn mấy cái viên thôi. Anh em thấy lên vèo vèo không? Trời, cái này 1 phút 30 giây luôn á chứ. Nhanh gọn lẹ. Cỡ mà game nào á cũng làm dễ như thế này thì hay biết mấy. Nói chung là có những game nó làm dễ như thế này và có những game nó làm cực kỳ khó nha. Có game mình chơi tới cả tiếng đồng hồ chưa chắc lấy được cái huy hiệu. Rồi, tiếp tục đi lựa một cái game khác. Mình nhớ không lầm là có cả game Root Battleground nha. Một cái game One Beat PvP mà mình từng hay chơi cho anh em xem. Đây nè. Trò này thì ban đầu nói chung là mình cũng không biết cách để mà lấy được cái huy hiệu. Vào game thì nó cũng không có chỉ gì cả nè ạ. Mình phải tự mò các kiểu. Và cuối cùng cũng đã biết nha. Đơn giản thôi, đó chính là tiêu diệt hai người chơi để lấy một cái danh hiệu The Hunt anh em ạ. Đây, phát hiện ra một mục tiêu. Xài chát quỷ lớp lớp rút giống mình luôn nha. Về lượng máu đồ các kiểu thì cũng ngang ngang nhau, dễ đánh thôi. Cái này mình đổi sang trái Nika đã làm cực kỳ nhanh luôn. Nhưng mà thôi kệ, lỡ đang xài lớp lớp rút rồi làm biến đổi qua trái quỷ khác quá nè mà. Trời ghê ta. Đánh mình nửa cây máu nè anh em ạ. Lại đây. Nói chung mấy cái tựa game như thế này á, thì mình làm nhiệm vụ The Hunt nó rất là dễ. Tại vì có chơi qua rồi, cấp độ cũng đã cao. Bây giờ kêu mình đi tiêu diệt hai người chơi thì quá đơn giản. Mình không đánh thanh niên này đi, mình đi đánh những cái người cấp nhỏ nhỏ anh em, tầm 100 máu là làm vèo vèo à. Nhưng mà thôi kệ, lỡ ở đây có người chơi á, thì mình đánh luôn. Đây là hơi châu châu một tí. Hồi nãy mình đứng hồi máu cái đầy nhóc anh em ạ. Cái trái lơm lơm rút này được cái có chiêu hồi máu. Đỉnh là đỉnh vậy á. Ghê ta. Nhưng mà đáng tiếc, còn như đó máu không chơi với mình được đâu. Chạy. Chuẩn bị bay màu nè. Trời, né luôn. Hồi máu kìa anh em ạ.
mình đâu có để cho hồi máu được. Cũng ráng chạy vô cho hồi máu kìa, nhưng mà không có được bao nhiêu đâu. Bay màu đi nha. Một người đầu tiên. Rồi bây giờ đi kiếm thêm một người nào đó yếu yếu nữa, mình đánh cái là xong. Đây rồi, đã phát hiện ra một mục tiêu đang chạy chạy ở phía trước. Không biết xài chắc quỷ gì. À, trái phượng hoàng. Bay màu đi nha. Anh em thấy chưa, mình đã mở phá danh hiệu và có một cái huy hiệu của The Hun ở dưới góc màn hình rồi nè. Đơn giản không, chỉ cần tiêu diệt hai người chơi thôi. Bây giờ lựa chọn một cái tựa game khác để vào chiến nữa nha anh em. Chúng mấy cái game tủ của mình thì làm nhanh lắm, còn những cái game mình chưa chơi qua thì hơi khó. Đây, có một cái trò tập tạ nữa anh em, cũng rất là dễ nha. Theo mình nhớ không lầm là như thế. Nó cũng giống như là cái trò mà chúng ta chạy để nhặt mấy cái viên mà lúc nãy mình chơi anh em. Có một cái nhiệm vụ nằm ở dưới bên góc, anh em có thể thấy là chỉ cần tập luyện đủ 500 điểm chen thôi. Đơn giản mà, cứ đứng nâng tạ như thế này nè. Trời, nhìn nhân vật mình như cái que tăm anh em ạ. Hài thật sự. Tập càng ngày á thì cơ bắp nó mới to ra. Nhìn mình như kiểu sắp biến thành trạng thái Super Saiyan Lu của Goku rồi anh em ạ. Ok, đã hoàn thành nha. Thanh niên mà chạy ngang qua đạp mình cái bay màu luôn vậy. Tiếp tục tìm một cái tựa game khác. Nói thiệt với anh em á, nhờ cái sự kiện này thì mình mới chơi những cái tựa game lạ lạ. Chứ bình thường đời nào mình chơi những cái tựa game như thế này. Mới vào một cái game trượt ván nha anh em. Mình nghĩ là chắc cũng dễ á. Đón vậy thôi. Rồi ok. Dễ thiệt anh em ạ, nhưng mà chỉ có điều là hơi tốn thời gian thôi. Nó kêu là mình phải chơi ở cái khu vực này khoảng tầm 15 phút. Khi mà đủ thời gian thì chúng ta sẽ được huy hiệu trượt tuyết nè. Kiểu như vừa trượt vừa né chướng ngại vật anh em, nhảy uppy được các kiểu á. Trời, đơn giản. Ê, nhưng mà chơi cũng cuốn quá nha. Trời, được đấy anh em ạ. Nó sẽ có những cái móc nha, chẳng hạn như là mình tới cái móc đó là nó sẽ tự lưu. Đấy, khi mà anh em bay màu rồi nó sẽ hồi sinh ở cái chỗ này, cái chỗ gạch trắng đen á. Cái này vừa vào nó dễ sao, mình thấy đâu có gì khó khăn. Chỉ cần trượt thẳng thôi là được. Ê, khúc này trượt thẳng là rớt nha. Đấy, anh em thấy chuyên nghiệp chưa? Cũng qua được thôi. Cái này á đủ 100% mới hoàn thành anh em ạ. Mỗi lần qua cái mức trắng đen á là chúng ta sẽ lên được 1%. Ok, hiện tại là mình đã chơi đủ 15 phút. Bây giờ chỉ cần nhận là sẽ xuất hiện thông báo mình có ngay huy hiệu. Nói chung á, game này nó đơn giản ở cái chỗ là nó không yêu cầu chúng ta hoàn thành gì cả, chỉ cần chơi đủ thời gian thôi. Phía trước mặt mình đang có một cái game tên là Tower Defense Simulator. Chắc là chơi thử nha. Thường mấy cái game thủ thành thì mình nghĩ chắc là không tới nỗi khó để hoàn thành lấy huy hiệu đâu. Đây, nhiệm vụ The Hun nè anh em ạ. À, chúng ta có thể bắt đầu luôn nha. Kiểu như nó hiện ra cho mình vào luôn á. Game tâm lý dữ. Kiểu như biết mình vào đây chơi cái sự kiện The Hun á nên là nó hiện sẵn luôn. Sợ anh em chờ lâu á nên là mình chơi tới gần gần cuối rồi mới bật clip lên quay cho anh em xem. Nhân vật á thì đặt rất là nhiều, đa số là mình đặt mấy con cầm sáo nồng nè, đứng trước Galingen chúng sinh bình đẳng anh em ạ. Về phần thủ thành á thì nó cũng như những cái tựa game khác thôi, không có gì lạ lắm, đặt nhân vật rồi nâng cấp chỉ vậy. Trời, mấy con quái này rất là trâu nha anh em. 3.000 máu. Nhưng mà nó không đi được xuống phía dưới đâu. Ở phía dưới mình còn lại 3-4 con cầm sáo nồng nữa. Còn anh em thấy cái con đội nón vàng vàng không? Con đó thì nó thả mìn đó anh em. Đánh nó vứt ra kìa.
Chỉ cần quái mà đi ngang cái chỗ này thôi là đạp mìn ngay. Hình như là tới ải chùm rồi đó. Ải thứ 10 nha. Đợt này nữa là xong à. Nói chung là game này chơi cũng đơn giản nè mà, không có gì khó khăn lắm. Trời ơi, 15.000 máu. Con boss đó nha anh em. Lấp máu màu tím kìa. Boss thì sẽ đi ra ở cuối cùng. Nhưng mà không sao, mình nghĩ là vẫn có thể phòng thủ được. Đặt ra thêm một con cầm sáo nồng nha anh em, nâng cấp lên. Trời ơi, sao mình thấy có vẻ hơi to vậy ta. Nó còn nhiều máu lắm ấy nè mà. Không sao, vẫn được nha. Nâng cấp cho mấy con ở phía dưới nè. 5.000 tiền, 10.000 tiền. Nó đi rất là chậm ấy nè mà. Cả mà nó đi nhanh thì còn sợ, chứ đi chậm như thế thì easy thôi. Ok, hoàn thành được. Đã nói là đứng trước Galingen chúng sinh bình đẳng mà. Có thần chết thôi cũng bị bay màu anh em ạ. Cái con đó y chang thần chết chứ gì. Mặc bộ đồ rồi cầm cái cây lưỡi hái bay. Thế là xong. Sao chưa thấy cái huy hiệu nó hiện lên ta? Chắc chờ tí này mà cho nó hết thời gian đi. Đó, bên góc màn hình nè. Bây giờ chúng ta sẽ quay ra bên ngoài và lựa chọn một cái tựa game khác nha. Ê, có cái game gì hài hài nè anh em. Theo mình nhớ không lầm á, mấy con này hình như là trong phim Bọt Biển phải không? Cái con màu vàng vàng là Bọt Biển đó anh em. Cái nhiệm vụ The Hunt đâu nhỉ? Có cả ninja rùa gì đâu đây nữa vậy. Game hài thế. À, cái logo The Hunt ở bên góc nè. Tổng cộng có tới 3 nhiệm vụ. Và muốn làm hết á, thì chúng ta cần phải tới được cái khu vực thứ 3. Ê, cái này hơi lâu nha. Theo mình thấy thì mấy cái nhiệm vụ nó kêu toàn đi đánh mấy cái rương chết, đi đánh mấy cái cục san hô, với lại đánh một cái con quái gì đó ở cái khu vực thứ 3 đó. Mà game này nhìn hài hài, chắc là mình ở lại mình chơi làm thử coi tốn bao nhiêu thời gian để xong. Ok, sau khoảng tầm 30 phút thì mình cũng đã hoàn thành được tất cả nhiệm vụ. Nói chung là game này chơi vui ấy nè bà. Nhưng mà làm cái nhiệm vụ đời hên nó hơi bị lâu. Tuy là xong rồi á, nhưng mà để lại đánh con boss chơi. Chỗ này có một cái con boss nè. Đó, nó rơi xuống nha. Trong vòng 3 phút là mình phải tiêu diệt được nó. 120k máu. Anh em có cần mình giải thích lại cách làm nhiệm vụ đời hên ở cái game này không? Nói chung là đơn giản thôi. Đánh mấy cái con xanh xanh ở cái khu vực 3 này. Đánh cái san hô ở cái khu vực 2. Và đánh mấy cái rương chết ở khu vực 1. Chỉ vậy thôi. Đây, để bây giờ mình trả nhiệm vụ hết luôn. Anh em thấy nó hiện ra một cái huy hiệu rồi nè. Bây giờ có thể ra bên ngoài và lựa chọn game khác. Nhưng mà để mình đánh con boss này chơi cái anh em. Nhìn ngứa nghề. Đây là best của mình nha. Còn 22k máu. Hình như là phải đánh xong con này nó mới cho chúng ta qua cái khu vực kế tiếp. Chỉ có cái khu vực 3 này có boss thôi. Chứ còn cái khu vực 2, khu vực 1 thì không có boss. Gì đây? Nó chui vô cái bong bóng rồi kìa nè mà. Chắc tiêu diệt được tiền nhỉ? Này, bay màu ngay. Ồ mà thôi, để mình ra ngoài chọn game khác đi trời. Từ đầu giờ được mới có mười mấy huy hiệu à. Không biết bao giờ mới đủ 20 cái huy hiệu để đổi đồ nữa. Còn ở đây mà chơi. Thôi ra ngoài nha anh em. Trời, nhìn người ta thấy ham không? 19 huy hiệu, 15 huy hiệu, 14 huy hiệu, trong khi mình có 12 à. Đây, cái game này cũng được nha.
Nếu mà anh em không có nghiên cứu sơ qua game này á thì sẽ hơi khó, tại vì nó không có chỉ gì cả nè ạ. Nhưng mà mình đã có xem sơ qua rồi. Theo mình nhớ không lầm á là chúng ta phải đi lên cái cảng để nhận một cái nhiệm vụ chở đồ. Leo lên chiếc xe taxi này nè. Ngay câu chuyện mình chỉ á, cái chỗ hình xe tải anh em, chạy tới đó là được. Khi mà tới rồi chúng ta sẽ vào phía trong và lấy chìa khóa xe tải để chở đồ anh em ạ. Hoàn thành cái nhiệm vụ chở đồ đó thì anh em sẽ được huy hiệu. Mình mở bản đồ lên chạy cho nó dễ luôn. Cái hình mũi tên màu trắng là mình á, đang chạy lên nè. Anh em thấy chụp hình không? Kiểu như chạy quá tốc độ anh em. Mình chạy nhanh quá, vượt quá tốc độ là nó trừ tiền nè, anh em thấy chưa? Game làm thực tế chứ. Hình như là chạy qua cái chỗ có cái chữ B á nè. Mình đi nhầm đường. Mới tắt bản đồ có một xíu thôi là lạc đường rồi đó. Đệ tử của Yoro. Đây nè, mở bản đồ lên lại cho anh em xem. Ngay cái hình xe tải luôn nha. Bây giờ thì đi vào phía trong để nhận nhiệm vụ vận chuyển. Nói chuyện với cái con NPC trước. Đây, nhận cái nhiệm vụ thứ ba nè. Phải nhận cái đó nha. Lấy cái chìa khóa xe tải. Mình sẽ lấy cái chiếc mà đầu xanh dương á. Cái màu của cái đầu xe á nè. Không biết là lấy chiếc xe khác được hay không, nhưng mà theo hướng dẫn thì mình thấy người ta lấy xe này. Rồi ok. Bây giờ việc còn lại của mình là leo lên xe để chạy và hoàn thành nhiệm vụ thôi. Là nó sẽ cho ông ta huy hiệu. Cái game này nói thiệt với anh em á, nếu mà mình không xem trước hướng dẫn cách lấy huy hiệu á thì rất khó để biết được. Tại vì vào game nó không có chỉ bất cứ một cái thứ gì cả. Đi thôi nào, chạy theo cái đường màu vàng trên bản đồ nè anh em. Tới khúc này là dễ rồi, cứ chạy theo cái đường màu vàng là được. Gần tới rồi anh em ơi. Lúc nãy cũng sẽ có một cái chạm như thế này nè, nhưng mà ngay chỗ cây xăng. Sau khi mà dừng ở chỗ đó rồi á, nó sẽ chỉ anh em đi tiếp rồi về đây. Cứ đậu đúng vô cái ô màu xanh là được. Nãy anh em thấy chưa, nó đã hiện ra một cái huy hiệu ở phía dưới góc màn hình rồi nè. Vậy là xong á. Bây giờ ra ngoài lựa chọn tựa game khác thôi anh em ơi. Tính ra cái game này nếu mà biết làm thì nó cũng nhanh chứ không có lâu. Đây nè, anh em thấy cái dấu nó đánh hoàn thành chưa? Và huy hiệu của mình cũng đã lên 13 rồi. Để coi vòng vòng để còn cái game nào dễ hay không. Ý nè nè nè. Cái game Ninja Legend này cũng dễ nha. Theo mình nhớ không lầm thì vào chúng ta chỉ đứng tập luyện. Anh em thấy cái điểm ninjutsu ở bên góc màn hình chưa? Đó, chỉ cần cầm cái gậy đập 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 vài cái là đủ 500 điểm. Thế là xong, nhanh gọn lẹ. Có nhiều game nó đơn giản không thể tưởng tượng được luôn á em ạ. Nhưng mà có nhiều game thì nó sẽ rắc rối, làm nhiệm vụ nó dài dòng các kiểu. Ok, ra ngoài lựa chọn game khác. Nhanh quá ha. Vô múa múa vài vòng cái là xong. Anh em nào mà biết game nào nhanh nữa thì bình luận bên dưới ha. Để mình chơi và kiếm huy hiệu nhiều nhiều tí. Ê, cho này cũng được nè. Mình đã xem qua hướng dẫn nha. Nhưng mà làm nhiệm vụ thì nó sẽ hơi lâu và hơi bị tốn thời gian một tí. Anh em chạy qua cái chỗ mà có cái trứng màu tím nè. Đó. Lít vào thì nhân vật nó sẽ kéo đi nha. Chỉ cần anh em kéo vượt qua tất cả chướng ngại vật tới đích cuối cùng á, thì sẽ được một cái huy hiệu. Mình nhớ không lầm là kéo tới 3 quả trứng lần á. Đây nè. Kéo làm sao mà tránh chạm vào mấy cái cục tím tím á anh em. Nếu mà chạm vào thì phải chơi lại từ đầu. Đó, anh em thấy chưa? Lại lấy cái trứng khác. Đi nào. Trời ơi, nó dài lắm nha anh em. Chơi cái này chắc khoảng tầm nửa tiếng mới xong quá. Đó, cứ từ từ thôi. Nói chung là nó cũng không tới nỗi là khó lắm đâu nè ạ. Chỉ cần anh em cẩn thận tí là được.
Hiện tại là mình đã kéo quả trứng lên tới vũ trụ luôn rồi nha anh em. Đây là cái quả trứng thứ ba, cũng là cái cuối cùng rồi. Chỉ cần mình kéo về đích là chiến thắng, lấy được cái huy hiệu. Khúc này đơn giản anh em ạ, cứ từ từ mà đi. Nhân vật mình chạm vào cái cục màu tím tím thì không sao nha, nhưng cái quả trứng chạm vào là xong á. Đây, tới đích rồi anh em ơi. Đã có được cái huy hiệu. Đây, lần này á, thì mình sẽ chơi một cái tựa game Tycoon nha anh em. Game này á, theo mình nhớ không lầm, khi mà vào á, nó sẽ kêu anh em tìm 20 cái thùng gỗ. Chỉ vậy thôi, chạy vòng vòng bản đồ nhặt. Khi nào mà đủ thì chúng ta sẽ đạt được huy hiệu. Chọn cờ anh em, mình sẽ chọn cờ Việt Nam. Đây, trước mặt mình có cái thùng gỗ màu xanh xanh anh em thấy chưa, có cái chữ đờ hình nè. Nhặt 20 thùng là được, đơn giản, không có gì khó khăn. Cái này mà cỡ có một chiếc xe mình chạy vòng vòng bản đồ nhặt cho nó nhanh ha, chứ đi bộ như thế này thì hơi lâu. Nhưng muốn có xe thì chúng ta phải chơi và xây căn cứ đồ lên đấy nè ạ. Thôi kệ đi, làm biến xây quá, đi bộ nhặt cũng được. Trước mặt mình là cái thùng cuối cùng nha. Còn cái chiếc trực thăng này là mình chơm bên nhà của những thanh niên kia. Hình như được một cái chiếc máy bay mạ vàng phải không? Để về lấy ra chơi cho anh em xem. Đi ra nha. Mình xây có một xíu vậy thôi á, chứ mình không có xây nhiều nữa ạ. Đây, cái chiếc máy bay vàng nè. Lúc nãy mình nhặt 20 cái thùng gỗ nó mở phá đó. Wow, có chữ đờ hên luôn nè anh em. Ủa rồi bay sao? À, nhấn nút EW gì á, nó mới chịu chạy nè mà. Ôi bay cũng dễ chứ. Xịn nha. Thôi ra ngoài lựa chọn game khác nào. Lần này chắc mình sẽ chơi cái game Layton đi, cho nó dễ. Cho đó thì mình vẫn chưa lấy cái huy hiệu nha. Có cả Shindolai kìa, là game Naruto á nè. Lâu lắm rồi chưa chơi lại game đó, để hồi cuối cuối mình chơi cho anh em xem. Đây, Layton. Nhiệm vụ cũng rất là đơn giản thôi. Chơi 5 game, đỡ bóng 30 lần thì phải, và tiêu diệt 3 người chơi. Nói chung chỉ cần anh em vào chơi bình thường thôi, khoảng tầm 10-15 phút là mình nghĩ chắc hoàn thành à. Ôi lạ ha, cũng lâu lâu rồi chưa vào đây chơi cho anh em xem. Giờ mắt mủng rồi các kiểu, nhìn chết đó chứ. Để vô nhanh thì đợi gần hoàn thành mình sẽ quay clip tiếp, chứ chờ thì sẽ rất rất là lâu nha. Hiện tại là những cái nhiệm vụ cơ bản mình đã hoàn thành hết rồi, đó chính là tiêu diệt 3 người chơi nè, đỡ bóng 30 lần nè. Đấy, và tham gia 5 ván game. Đây là cái ván game thứ 5 nha nè. Bây giờ mình không cần đỡ đâu, chỉ cần đợi quả bóng nó bay tới, mình bay màu là được. Sẽ không bay tới chỗ của mình trời. Ê, mình lỡ nhấn anh em ạ. Đáng lẽ phải để cho quả bóng nó trúng mình luôn. Quen tay thấy cái quả bóng nó chuyển sang màu đỏ là mình nhấn à. Trời ghê vậy, lướt chém kinh đấy. Đây, giờ ra ngoài trả nhiệm vụ thôi là chúng ta sẽ có được cái huy hiệu. Đơn giản nè mà. Đó, hoàn thành. Ra ngoài tranh thủ lựa chọn cái game tiếp theo nha, chứ mình thấy clip này cũng dài dữ lắm rồi đó nè mà. Giờ nhìn chỗ nào cũng thấy mấy cái dấu hoàn thành của mình hết đấy nè mà. Nhưng mà còn nhiều game mình chưa có hoàn thành lắm. Đây 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 đây, chỗ này được nè.
Theo mình nhớ không lầm á là nó sẽ có một cái map sự kiện The Hunt nha. Khi nào mà vào trong cái map đó rồi á thì mình phải nhặt một cái con có cái hình đầu lâu nè để gắn vào chỗ này thì sẽ có được huy hiệu thôi anh em ạ. Bây giờ chờ nha, bao giờ tới cái map đó thì mình sẽ quay clip cho anh em xem, chứ còn những cái map này thì nó không có liên quan tới sự kiện. Nè anh em, nó sẽ có cho chúng ta lựa chọn luôn nha. Đa số người chơi thì đều bỏ phiếu cho cái map The Hunt này. Thật ra lúc nãy mình có chơi cái map này một lần rồi đó, nhưng mà thất bại. Còn bây giờ thì mình đã biết cơ cấu hoạt động ra sao rồi nha, nên là không có thêm vụ thất bại nữa đâu. Cứ từ từ là được. Đông quá trời với đất vậy, chen chúc nhau nhảy rất là khó luôn. Đó, ngẫm hết mấy thanh niên rồi, mình cũng còn có xíu máu này nè. Quá nhanh quá nhanh. Đây, chủ yếu là cái khúc này nè anh em ạ. Cái cục đá nó sẽ biến mất rồi nó hiện ra lại, nên là chúng ta phải chờ nha. Vội vàng là không được. Mấy thanh niên kia nhảy ngẫm hết trơn. Tới mình nè. Đó, đợi nó hiện ra như thế thì mới nhảy được anh em ạ. Vội vàng là chỉ có bay màu thôi. Tính ra có mình mà qua được thôi hay sao á. Nhảy qua nhặt cái con này là xong nha anh em, không cần phải chiến thắng đâu, chỉ cần nhặt con này là được. Đấy, bây giờ mình sẽ về sảnh chờ và gắn cái con đó vào. Gắn vào đây nè. Vậy là hoàn thành nha anh em. Bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài. Anh em thấy cái dấu nó đánh hoàn thành chưa? Vậy là được. Tiếp theo thì mình sẽ chơi game Sindolite đi. Là đủ 20 cái huy hiệu luôn á. Mình mới vừa xem rồi anh em ạ. Game Sindolite này thì nó sẽ có một cái chỗ cho chúng ta dịch chuyển tới cái khu vực sự kiện The Hunt. Nó nằm ở phía trên nè. Anh em thấy chữ teleport chưa? Đó, lít vào là được. Vào trong đây á, thì một server sẽ có khoảng tầm 3 người chơi thì phải, 3-4 người chơi á. Đấy, chia nhau ra tìm những cái đầu con vĩ thú này mà. Khi mà tìm đủ á, thì xong thì phải. I've come to collect my 9 missing eggs. Trời, con thỏ biết nói chuyện luôn kìa. Con nhân vật của mình thì xảo tiếng của chị Google anh em ạ. Phải thiệt. Giọng của nhân vật mình là giọng của chị Google á. Gì hài vậy? Ôi, tính ra cái game Sindolite này đầu tư cái sự kiện đời hên dữ ha. Mấy game khác thì kiểu như là pha lo làm cho có vậy đó nè. Game này làm hẳn có phim được các kiểu cho xem luôn. Anh em nhìn ở phía trên kìa, nó có để là Ethan. Nói chung là chúng ta phải tìm được những cái trứng mà có hình của những cái con vĩ thú này mà. Tìm đủ hết là được. Tìm đủ là hoàn thành hay sao á. Thậm chí là mình không cần phải nhặt đâu, những người chơi khác nhặt mình vẫn được tính. Đó, mới nhặt được cái của bác vĩ này nè em. Vừa mới nhặt xong con thỏ nó chạy lại đánh mình liền luôn chứ. Trời ơi, nó me mình hay sao á anh em ạ. Nó chơi với anh em chứ. Thật ra là khi mỗi lần anh em nhặt được một cái trứng á là con thỏ nó sẽ xuất hiện. Nhưng mà nó đánh mình chả mất bao nhiêu máu rồi nè mà. Xuất hiện cho có lệ vậy á. Tính ra nãy giờ mình nhặt được có một cái à. Còn tới 5-6 cái kìa. Không biết ở cái chỗ nào. Nói chung cái khu này nó rộng cực kỳ nha. Đó đó, anh em thấy có người chơi chạy ở phía dưới không? Server này có 3 người à. Ai nhặt cũng được á, nhưng mà không nhất thiết là mình phải nhặt. Ê đây nè, lụm liền chứ. Anh em thấy chưa, vừa lụm thôi là con thỏ nó bay tới đánh lìa lịa. Hiện tại á, chỉ còn lại một cái trứng cuối cùng. Hồi nãy giờ chạy vòng vòng không thấy nữa mà, không biết ở đâu nữa. Ê kìa kìa kìa, trời ơi, nằm chỗ này à. Thế là xong nha. Đó, quá trời nhẫn thực nè anh em ạ. Nhặt nhặt. Trời ơi, hình như cái nhanh thế, mình mới nhặt được có 2 cái à. Nhanh đấy. Vậy là xong nha anh em.
Bây giờ ra ngoài xem thử coi có hoàn thành chưa. Nhìn thấy lên 20 huy hiệu là biết hoàn thành rồi á. Để mình chạy lại cái chỗ của cái game Sindolai cho anh em xem. Đâu rồi ta? Chẳng lẽ cái khu bên kia nhỉ? Nè nè nè. Đã được đánh dấu nha. Nói chung cũng đơn giản thôi, không có gì khó lắm. Bây giờ đổi cây vũ khí. Trời ơi. Cái này phải là cái vũ khí cầm tay không ta? Để mình sẽ trang bị vào và cho anh em xem nha. Thì ra là một cái món đeo sau lưng thay cho cái áo tròn. Nhìn cũng không tới nỗi đặc sắc lắm ha. Nhưng mà cày gần chết luôn mới lấy được á. Tiếp theo là cái cánh. 40 huy hiệu anh em ạ. Cũng khó nhằn đấy. Mà thôi, tới đây cũng được rồi. Cái clip này hiện tại nó quá dài đi. Mình sẽ kết thúc video đây luôn. Tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong những tập kế tiếp nha. Bye anh em.